lại có 500 đồng tử, đó là thiện tài đồng tử, thiện hạnh đồng tử, thiện giới đồng tử, thiện oai đồng tử, thiện dũng mãnh đồng tử, thiện tư đồng tử, thiện huệ đồng tử, thiện giác đồng tử, thiện nhãn đồng tử, thiện tý đồng tử, thiện quang đồng tử, 500 vị đồng tử như vậy cùng đi đến chỗ Văn Thù Sư Lợi đồng tử, đảnh lễ chân ngài, đi nhiễu bên phải 3 vòng, rồi lui về ngồi một bên. Lại có 500 vị đồng nữ, đó là thiện hiền đồng nữ, đại trí cư sĩ nữ đồng nữ, hiền xưng đồng nữ, mỹ nhan đồng nữ, kiên huệ đồng nữ, hiền đức đồng nữ, hữu đức đồng nữ, phạm thọ đồng nữ, đức quang đồng nữ, thiện quang đồng nữ, 500 vị đồng nữ như vậy cùng đi đến chỗ Văn Thù Sư Lợi đồng tử, đảnh lễ chân ngài, đi nhiễu quanh 3 vòng, rồi lui về ngồi một bên. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi đồng tử biết người phước thành đều đã đến tụ tập, tùy tâm ưa thích của họ, hiện thân tự tại, oai quang rực rỡ, che lấp các đại chúng, dùng đại từ tự tại, khiến cho họ mát mẻ, dùng đại bi tự tại, khởi tâm thuyết pháp, dùng trí huệ tự tại, biết tâm ưa thích của họ, dùng biện tài rộng lớn sẽ vì họ thuyết pháp. Lại nữa, bấy giờ quán sát thiện tài do nhân duyên gì mà có tên là thiện tài này, biết đồng tử này lúc mới nhập thai thì trong nhà tự nhiên hiện ra lầu các 7 báu, dưới lầu các đó có 7 bảo tàng, trên bảo tàng đó đất tự nứt ra mọc lên mầm 7 báu, đó là vàng bạc lưu ly pha lê, trân châu sa cử mã não. Thiện tài đồng tử ở trong thai 10 tháng sau đó sinh ra đời, thân hình chi phần đoan chánh đầy đủ, 7 bảo tàng đó ngang dọc trên dưới đều khoảng 7 cánh tay, từ dưới đất vọt lên quang minh chiếu sáng. Lại nữa, trong nhà tự nhiên có 500 món đồ châu báu, đủ thứ các vật tự nhiên tràn đầy, đó là trong chậu kim cương đầy tất cả hương, trong chậu hương đầy đủ thứ y phục, trong chậu ngọc đẹp đựng đầy đủ thứ thức ăn uống hảo hạng, trong chậu ma ni đựng đầy đủ thứ chân bảo đặc thù, chậu vàng đầy bạc, chậu bạc đầy vàng, trong chậu vàng bạc đựng đầy lưu ly và ma ni báu, trong chậu lưu ly đựng đầy sa cừ, trong chậu sa cừ đựng đầy pha lê, trong chậu mã não đựng đầy chân châu, trong chậu chân châu đựng đầy mã não, trong chậu lửa ma ni đựng đầy nước ma ni, trong chậu nước ma ni đựng đầy lửa ma ni. 500 chậu báu như vậy tự nhiên xuất hiện, lại mưa xuống các thứ báu và các tài vật. Tất cả kho tàng đều chứa tràn đầy, do bởi việc này nên cha mẹ thân thuộc và thầy tướng lành đều kêu đứa bé đó tên là thiện tài.